Chào các bạn đến với Spress TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Ca sĩ bản hit pháo hồng, lên tiếng khi bị tú ruộng bỏ vợ con. Sau thời gian im lặng trước thông tin ruộng bỏ vợ con, ở quê, giọng ca pháo hồng lần đầu lên tiếng. Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là vợ con của Đạt Long Vinh. Kèm theo đó, người đăng tải bài viết tố nam ca sĩ đối xử tệ bạc, rung bỏ vợ con. Các bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, kéo theo những bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng. Đạt Long Vinh cho biết vụ việc ảnh hưởng nặng nề đến anh và cả gia đình ở quê. Giọng ca sinh năm 1992, quyết định lên tiếng để tránh sự việc đi quá xa, gây ảnh hưởng không đáng có đến nhiều người. Theo Đạt Long Vinh, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ đầu tháng 3. Một người ẩn danh đã cố tình lưu những tấm ảnh cá nhân riêng tư của anh và gia đình sau đó cắt ghép và đăng tải lên tiktok với nội dung không đúng sự thật. Nam ca sĩ thừa nhận việc mình đã có vợ và một con trai. Anh hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh để tiện hoạt động nghệ thuật, còn vợ con sống ở quê. Cái gia đình chúng tôi vẫn hạnh phúc và hoàn toàn không có chuyện vợ chồng ly hôn. Tôi cặp kè người khác như thông tin đã đưa, anh nói. Khi vụ việc ồn ào, Đạt Long Vinh lựa chọn im lặng suốt một tháng. Anh gọi điện trao đổi với vợ và thống nhất cùng lên tiếng để được sáng tỏ tôi khẳng định mình luôn làm tròn bổn phận của một người chồng. Người cha, mỗi dịp rảnh, tôi luôn tranh thủ chạy về quê đoàn tụ gia đình. Một số người vì mục đích xấu đã tung tin sai sự thật nhằm phá hoại cuộc sống của tôi. Nam ca sĩ chia sẻ. Đạt Long Vinh tâm sự những ngày qua anh bị sốc, stress nặng trước những tin đồn vô căn cứ. Dù được bạn bè, gia đình động viên, nam ca sĩ vẫn chưa vững tâm lý để trở lại ca hát. Vụ việc cũng khiến công việc của nam ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề anh bị một số nhãn hàng đơn phương hủy hợp đồng, gây thiệt hại kinh tế. Các dự án nghệ thuật của anh cũng phải ngưng lại vì đối tác sợ scandal sẽ ảnh hưởng đến doanh thu sản phẩm. Trả lời câu hỏi, vì sao đã có vợ con nhưng anh không công khai, Đạt Long Vinh cho biết đây là nguyện vọng của gia đình, đặc biệt là vợ anh. Bà xã muốn tôi tập trung tốt công việc, lại lo nhiều người bàn tán ra vào không hay, nên quyết định giữ kín hôn nhân. Tôi cũng chỉ muốn được làm nghệ thuật, không muốn mọi người đi quá sâu chuyện đời tư, nên cũng thống nhất việc này anh lý giải. Đạt Long Vinh hiện cùng công ty quản lý và luật sư riêng đã có động thái giải quyết sự việc. Họ thu thập bằng chứng, nộp lên cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Nam ca sĩ cũng khẳng định không muốn được chú ý bằng đời tư. Thay vào đó, anh mong khán giả sẽ đón nhận những sản phẩm âm nhạc. Đạt Long Vinh tên thật là Trương Quốc Đạt, quê ở Vĩnh Long. Anh bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 2017. Đến nay anh có hơn 30 ca khúc, được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ca hát, anh còn chơi các loại nhạc cụ như piano, saxophone. Trước khi tham gia nghệ thuật, Đạt Long Vinh từng trải qua nhiều công việc khác nhau như thợ cắt tóc, công nhân sửa may. Anh bắt đầu nổi tiếng nhờ bản hit pháo hồng. Ca khúc từng được đề cử hạng mục ca khúc được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng 2022. Trên YouTube, ca khúc đạt hơn 23 triệu lượt xem và hàng trăm triệu lượt tiếp cận qua nền tảng TikTok. Một số ca khúc khác của anh như Hoa Cưới, Giả Quỳ cũng đạt hàng triệu lượt xem. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.